Được em ơi, làm được đó nha. Mà để ba thằng này giết là em sướng chưa? Chào bô. Trong đây nè em ơi. Hello anh, trong đó một thằng chưa có súng. Hai. Hai, còn thằng nữa đâu? Cho nó ra. Trong đây, bên đây. Còn Trần Anh, còn anh nghe tiếng chân này. À mấy này là tem khác rồi. Ma sao anh cứ bỏ skin súng ra? Ui, mỗi lần mà bỏ skin súng ra anh thấy cảm giác công lực anh nó lên em ạ. Nên là tí nữa anh mà bắn, có bắn ao làng anh sẽ bỏ skin súng ra hết. Tăng công lực mà anh em. Hôm nào rủ chị Hương vô cho em chơi với anh. Gì mày chơi chị Hương luôn hả? Phải lồn đấy. À chơi game đúng không? À anh lỗi anh đúng không? Lỗi anh đúng không Tài? Thô. Cái kia thì đã 3 năm nữa. Anh thô quá, lỗi anh đúng không? Trời ơi gì đâu mà vô chơi chị Hương. Đâu mày, anh nghe là mày đòi chơi chị Hương. Ừ. Nghe rõ ràng. Đúng mà anh. Em đòi chơi chị Hương mà. Phải lồn thế em. Chơi game thôi em ui. Chơi game mà. À vậy là lỗi anh đúng không? Anh thô quá. Lỗi mình đúng không mọi người? Thô quá. Cần đi mẹ, anh em cần cái gì mà cần nhiều view để làm cái gì? Những cái lúc mà giống như những cái chuyện vừa rồi á. Anh ơi, người ta có binh anh em không? Làm gì có đúng không? Người ta chỉ nhưng mà điệp mà mình được cái là mình được anh em trong Jumbo động điệp mà support phải không? Thấy cái tính này, anh thấy cái tính này đi. Chứ anh nói thật kiểu mà em stream nhiều view các thứ nhá cũng ok đi, nhưng mà những lúc mà em mà gặp chuyện các thứ thì đâu có ai đâu đúng không? Toàn là người thân gia đình của em lo cho em không mà ai đâu lo. Trời ơi. Không, khùng quá anh không có bắn mấy cái súng đó đâu. Mấy cái súng đó khó bắn. Thôi mà em MK không bắn MK, không biết bắn MK thôi. Đâu, mấy cái súng đó anh không biết bắn thật, khó bắn lắm. Trẻ tuổi, mỗi ngày đâu nết anh và L là được rồi ha ha ha. Cảm ơn Đầu An nha, cảm ơn em. Đâu, mấy mày còn 60 mấy thằng lại mày thấy không? Điệp mày tụi nó chai hát lắm. Mấy cái súng đó anh không bắn đâu, mày khùng quá. Lắc là giật á. Ui, đây có người loot nè em. Ok em. Nhanh đi, tụi nó bắn nhau nè. Mọi người. Chị ăn được một thằng xa nha. Và 205 còn nè. Hai lẻ năm bể đầu nè. Công nè. Giết một nè. Hai em ơi. Trời ơi mày thấy. Trời ơi tự nhiên 6 xe nó trôi tới đây vậy em. Xe này sẽ trôi nha. Chị đảm bảo luôn á. Em biết mà, trên xe, trên vương chơi quá chị nhờ. Ừ xe này nó trôi. Ôi. Nè chị dừng qua vô cái xe tải là nét nè. Ủa, nó đâu chị? Nó trong nhà đó cưng. Chết chưa? Thằng trong nhà chết chưa? Thằng này nè. Chưa, em không biết gì hết đó, em mới tới. Đó, thằng trong nhà đó. Từ từ nha, chạy khơi khơi là chết nè. Chị ơi, nó trong nhà đỏ nè chị ơi. Từ từ uống miếng nước đi cưng. Vô. Nhô. Lên. Ủa? À mày kế bên chị ơi.
Hello. À, bên nhà L có người em ơi. Một viên này, hai viên này, yếu rồi. Qua nhà L em. Trong tầng 1 phải là chị ra sau nhà. Hai em ơi. Bọn kia đẩy qua ấy. Hai em. Đủ má mày, anh cho mày mũ ba rồi, quả nhiên là không uổng. Em nó nhanh giống như cái cách mà thôi bỏ đi em. Bữa anh cũng nhỏ gần sớm mà nó quánh anh tát đầu luôn. Nhập viện mấy ngày luôn. Đau muốn chết. Cũng nói giống em á. Cầm bé dưới đây nè anh ơi. Ok em ơi. Trời ơi. Nhiều đồ lắm. Nhiều đồ lắm hả? Em biết nhường mà, em biết chừa đồ cho anh mà. Khùng quá, anh đâu cần mấy đó đâu. Anh cần mà, anh bắn ghê. Trời ơi, không hay cho đến đây. Em không tin. Anh đến với em được không? Không tin tưởng chị đúng không? Trời, em tin mà, em tin chị Hương hơn. Bo này mà còn đông đấy à. 24 chị ơi. Trời ơi, cái gì đó mà vô đưa xuống tủ luôn nè. Hợp lý em ơi. One hit, one tap. Ok bro. Baby. Ui, anh biết mày có 28 máy tài, tại sao mày không cho anh? Đâu, cái này là cái đùi dẻ anh ơi. Hùng quá. Mấy thằng, cái thằng mà anh kể cho mày nghe một sự tích là cũng có thằng trong team á. Thường nó có 28 nó không cho anh. Thì hôm nay hình như là nó không có stream được là mày cũng biết rồi đó. Đâu, em biết hôm nay sẽ được anh. Không, anh mượn anh nhìn cái. Không, không. Không anh nhìn cái à nè. Không có anh chết. Anh hứa với mày là anh chết quanh cái khu này là anh trả ngay. Anh bắn X8 làm gì? X4 mình bắn chưa xong. Ôi thính kìa em ơi, 285 nguyên một chiếc xe vả lồn em ạ. Đủ má. Hùng quá, để xíu đã, anh chưa chết hết. Chết lâu vậy, đồ người ta. Trời ơi em thấy ở trong kiểu mà trong đây là em biết là Becado mà. Nó chết phải kỹ chứ em. Nè anh chết nè. Đó anh chết nè thấy không. Đấy. Em vẫn nhầm em xin lỗi. Đâu anh đâu nói gì đâu anh đâu nhá. Dạ em biết mà dạ. Đâu trò khùng quá đâu có gì đâu bình thường à. Em vẫn nhầm. Ủa, anh đâu. Em xin lỗi. Em vẫn nhầm. Đâu đâu gì đâu trời ơi. Không mày cho anh hết thường thì à trời ơi có gì đâu khùng quá. Anh em nhau mà chờ bình thường mà đúng không chơi game mà sao mà phải đâu chích không bình thường à anh đâu buồn gì đâu. Sao mũ anh thời trang đấy sao? Cho một màu làm gì có màu đỏ trong đây nữa. Trời ơi thời trang chứ em sao đẹp mà có anh đội mũ này quen rồi ở ngoài đời anh cũng vậy. Ngoài đời anh cũng đội mũ này nữa em. Ui điệp mày chỗ này lút rồi tài ơi có chừng nha. Biết mà anh ơi có xe ba đập vô đây anh ơi. Ôi trong nhà sao anh ơi trong nhà đá rồi. Đúng rồi, trong nhà đá. Wow, anh từ, con. Tali 4, tao chia ra 4 luôn. Thì anh, chia ra 4. Cái ui, Tài ơi, tao bố mày lại mày. Cái đụng tanh nhìn chết rồi này. Cái xe. Pha đó gọi là highlight đúng không?
tôi bắn nhau dưới kia rồi xuống gấp vui em. Đi em ơi. Kìa nó chạy nó trong nhà này vãi lồn này. Gấp vui gấp vui. Tới này bắn nhau này. Em sướng chưa? Anh em á. Hay à ơi. Trong nhà thôi. Trong nhà mồ quay nhà tầng 1 luôn. Ở đây kê thằng nào á. Đâu rồi? Trong phòng em ơi. Coi chừng ngồi trên xe ấy. Hôm nay có chiếc xe này. Máy nhà. Đâu rồi? Trên máy này, trên máy này. Vẫn còn thì phải. Còn kìa, còn kìa. Từ từ anh hiu máu. Đây anh ở dưới lầu. Dưới lầu á? Không, dưới chân, dưới chân. Xe vãi lồn thật. Có chết cũng không được ngồi, cũng được kiểu ngồi trên xe nha. Mày lấy xe sao tài? Em đợi bà. Ủa vô kia, ủa vô kia. Má mày, đéo tin được mà lấy xe vãi lồn được. Cho nó bắn, cho nó bắn. Địt con mẹ mày, tao lấy xe tao chắn. Thằng lồn trên đây đâu mà địt con. Vãi lồn được, tao lấy xe tao chắn. Địt con. Trong đây rồi. Đây đây, trong đây, trong đây. Ôi, tao còn chưa biết cái gì xảy ra nữa nè. Má mày. Giữ giữ xe dưới anh nhà, lát mình đi sau anh nhờ. Ok em ơi. Hai thằng này nó nhìn cái đéo gì vậy. Mày đâu rồi? Nhìn lâu rồi, nhìn lâu. Nó bắn em nè. Mất mất mẹ cái mũ rồi anh ơi. Hả? 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 Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Mẹ mày, mày lên đây làm gì tài? Ôi, sao nhờ? Sao thế? Lắc, lắc, lắc. Lắc bây giờ. Ok em ơi. Ủa? Đâu vậy?
Cứu được ta. Nhảy xuống luôn em, nhảy xuống luôn đi. Chào ở đây. Nhớ xì móc. Cứu anh, nhanh nhanh, chết anh, chết anh. Dịt mẹ nó bắn, nó đứng góc điếm anh đéo thấy nó. Hay em. Phải lồn nó làm dịt mẹ anh ba viên mồm luôn à. Bắt mắt mẹ mũ luôn. Ôi đấy nè, sao mà đéo chi chung với thằng Tài ta. Sao anh không đi chung với em? Ờ, không sao đâu, anh gạt ra. Địt có mẹ. Cứu anh Tài ơi. Cứu anh, cứu anh. Xe cứu anh, xe cứu anh. Anh chỉ bóng. Nhanh 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 nhanh. Đủ má mày. Nhảy xuống luôn, nhảy xuống luôn. Nhảy xuống, nhảy xuống em. Em ơi. Em. Hay em ơi. Làm được, làm được, làm được. Còn 2 bắn 2 á. Ngoài lên xe mà hủ tiếp cho anh. Lên xe nhanh, lên xe nhanh. Lên xe hủ tiếp đi. Để anh chơi. Đấy, rồi đến chơi, đến chơi, mày ủi đi. Hay em ơi. Để từ. Ủi tiếp, ủi tiếp, ủi tiếp cho anh. Địt mẹ. Địt con. Hello thực. Bởi ủi đi rồi mấy anh chơi hết không? Thiệt coi. Hay quá luôn.